DT Việt Nam vs DT Campuchia thẳng tiến vào bán kết. Campuchia đã tự tin tuyên bố rằng sẽ chơi tất tay với Việt Nam. Thế nhưng tương quan lực lượng lúc này là không dễ để nhà vua tự xưng làm điều đó. Lượt trận thứ ba bảng B, AFF Cup 2020 chứng kiến cuộc đối đầu của hai đội bóng yếu nhất bản là Campuchia và Lào. Những chiến binh xứ chùa tháp sau đó là đội chơi ấn tượng hơn và hạ gục là với tỷ số 3-0 nhờ cú đúp của Chan Vatanaka và, và pha lập công của Shin Chathia. Đây là trận thắng đầu tiên thầy trò Honda tại giải đấu lần này. Mặc dù bị đánh giá là yếu bậc nhất bản, thế nhưng công bằng mà nói thì đội bóng xứ Anco đã chơi tương đối lớn lướt trước Lào. Họ kiểm soát bóng tới 65%, tung ra tổng cộng 18 tình huống dứt điểm, 8 trong số đi trúng cầu môn và 3 bàn thắng. Campuchia thắng là hoàn toàn xứng đáng, thế nhưng Lào cũng chẳng thể trách ai khi mà chính họ đã bỏ lỡ không ít cơ hội bằng bàn 10. Trong cơn ngây ngất chiến thắng và sự tự tin có phần thái quá, Ông Ryu Hiro, cộng sự của huấn luyện viên Honda tại DT Campuchia đã cao giọng tuyên bố sẵn sàng chơi sòng phẳng trước Việt Nam. Chúng tôi muốn tiếp tục lối chơi chơi kiểm soát bóng và ghi bàn thật nhiều, dâng cao sức ép bất kể đối thủ có là ai đi chăng nữa. Campuchia sẽ tiếp tục lối chơi đó trong trận đấu cuối cùng với Việt Nam. DT Campuchia vừa có được thắng lợi trước Lào. Ngay lập tức, những phát biểu có phần ngạo mạn của Ryu Hiro khiến cho người ta nhớ lại trận đấu 3 năm về trước tại AFF Cup 2018. Thời điểm ấy, thầy trò ông Park đã gây bất ngờ khi bị Myanmar cầm hòa 0-0 ở trận đấu áp chót. Campuchia cũng vì thế mà được phen cao giọng và có phần tự tin thái quá trước lần đụng độ ở lượt đấu cuối cùng. Kết quả, sự tự tin ấy đã phải trả giá bằng trận thua phơi áo 0-3 trước Việt Nam, những cầu thủ lập công lần lượt là Tiến Linh, Quang Hải và Phan Văn Đức. Tiếp đa thăng hoa, đội tuyển Việt Nam hạ nước Philippines và Malaysia sau đó để đăng qua ngôi vô địch một cách đầy thuyết phục sau 10 năm đợi chờ. Trước thêm diễn ra cuộc đấu với Campuchia, đội tuyển Việt Nam đã gặp phải một trào cản khá khó chịu với lối chơi rắn và thô bạo mang tên Indonesia. Việc dùng quân về chơi tự thủ trước khung thành của Indo khiến cho các đợt lên bóng của đội tuyển Việt Nam không đạt được sự hiệu quả cần thiết. Mặc dù đã kiếm soát bóng 60%, dứt điểm tổng cộng 21 pha và kiếm về 7 quả phạt cốc, thế nhưng chừng ấy là không đủ để thay cho ông bắt bắn hạ mạnh lưới đang được bu kín bởi các cầu thủ Indonesia tiến linh từng khiến hàng thủ Campuchia khổ sở. Lối chơi phòng ngự số đông cộng thêm ít nhiều tiêu cực trong cách đá của Indonesia đã khơi gợi ra một vài ý mở cho Campuchia ở trận đấu với Việt Nam tới. Có lẽ cũng bởi vì thế mà các huấn luyện viên của nhà vua tự xưng này lại mạnh dạn như thể dễ dàng hạ gục đội tuyển Việt Nam. Xếp một công bằng và tương quan lực lượng giữa hai bên thì Campuchia chắc chắn không thể so sánh song phẳng với Việt Nam, nhất là lại chơi kiểu xanh chính như Rio Hero tuyên bố thậm chí thứ triết lý mà họ gọi là kiểm soát bóng hay áp lực. Toàn phần như đã thể hiện trước là khó lòng mà đem ra thực thi khi mà đối thủ của họ đang là những cái tên hàng đầu khu vực. Không những thế, việc được trưa rèn tại các trận đấu ở vòng loại 3 World Cup đã giúp cho đội tuyển Việt Nam dàn dày hơn và một đối thủ như Campuchia khó lòng kiếm tìm hy vọng. Nếu đội tuyển xứ Angkor muốn có điểm trước Việt Nam thì lối chơi phòng ngự phản công có thể sẽ được áp dụng thế nhưng việc đội bóng này có thể duy trì cường độ và sự tập trung theo kiểu tự thủ như indonesia hay không lại là chuyện hoàn toàn khác hơn hết từ yếu tố về mặt con người lẫn tư duy tổ chức lối chơi của campuchia gần như là không có gì đặc sắc đội tuyển việt nam đã sẵn sàng để chiến thắng bởi vậy nên việc tìm ra một đấu pháp phù hợp cho cuộc đối đầu nhà vua thực sự của đông nam á hứa hẹn sẽ khiến huấn luyện viên honda phải đau đầu ấy là còn chưa kể phương án chơi đôi công với đội tuyển việt nam Động thái đó chẳng khác nào gieo mình xuống vực của đội tuyển xưa Angkor. Hơn hết, đội tuyển Việt Nam vẫn sẽ cần phải thận trọng trước một đối thủ không có gì để mất như Campuchia. Việc tính toán một hiệu số tốt để tranh chấp ngôi đầu bảng B với Indonesia trong trường hợp đội bóng này có điểm trước Mã Lai và bảo toàn đôi chân các cầu thủ nên là phương án quan trọng hàng đầu.